Bây giờ là 6 giờ 51 phút sáng và tiếp nối cà phê ngày mới ngày hôm nay sẽ là những số liệu cập nhật trong vòng 24 giờ qua về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19. Chị Khánh Phương, những thông tin gì mới của chúng ta đang có đối với số liệu không ạ? Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị, theo thông tin đến từ Bộ Y tế cho biết thì tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 5 cho đến 16 giờ ngày 4 tháng 5, trên hệ thống quản lý ca bệnh về Covid-19 hiện ghi nhận là 3.088 ca nhiễm mới, tăng 379 ca so với ngày trước đó và trong đó thì có 2.105 ca được ghi nhận ở ngoài cộng đồng. Cụ thể, các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, Hà Nội 705 ca, Phú Thọ 268 ca, Vĩnh Phúc 198 ca, Nghệ An 133, Quảng Ninh 130, Bắc Cạn 126, Yên Bái 116 và Hải Dương 114 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều là Đà Nẵng, Yên Bái và Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao như Hải Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên. Trung bình số ca nhiễm trong vòng 7 ngày vừa qua là 4.418 ca cho một ngày. Số bệnh nhân tử vong là 3 ca.